tư. Tác giả Du Phong Vân. Tập 1. Tiếng đồng hồ báo thức reng lên mấy tiếng. Quyên lồm cồm bò dậy khỏi giường, đầu óc còn rối u rối mù. Nhìn qua bên cạnh trống lốc, Quyên thầm nghĩ, sáng luôn rồi mà còn chưa về nữa. Mà nghĩ vậy thôi, chứ Quyên không có bực mình gì ráo trọi. Kể từ hôm Quyên được gả qua đây tới bây giờ, thì ngoài trừ đêm tân hôn, chồng Quyên say ngủ quên trời quên đất ra, thì sau đó đêm nào tên đó cũng đi đến sáng. Quyên cũng quen rồi, không có tên da trắng đó, Quyên lại càng thấy ung dung tự tại. Bởi vì Quyên là bị ép đi lấy chồng, chứ có yêu thương gì đâu mà buồn hay ghen chứ. Thuở đời, vừa tròn 25 tuổi, ba mẹ đã bắt ly lấy chồng. Chồng thì ẻo lả, da trắng môi hồng, y như con gái, nhất là cái tướng đi phát bực mình. Quyên là con gái, nhìn còn thấy dẻo quẹo, đừng có nói là ai. Vậy mà cũng lấy được vợ, công nhận tài thiệt đó. Hoàng Thanh Quyên ra trường hơn một năm, năm nay đang làm việc cho công ty của gia đình thì bị xách đầu đi lấy chồng. Quyên thiệt ra cũng không có lạ lẫm gì với quyết định này của ba mẹ. Cô hay nói đúng hơn là biết tổng Quyên sẽ bị đi lấy chồng từ năm 18 tuổi rồi. Nói ra thì cái số của Quyên nó hẩm hiu, sinh ra tưởng làm thiên kim tiểu thư nhà giàu, ăn sung mặc sướng, ai dè, thiên kim đâu không thấy, thấy một bụng nhà quê à. Nói không giấu gì chứ, cô sống ở quê với vú chính từ hồi 5-6 tuổi. Đến lúc vú chết, Quyên mới lên lại Sài Gòn sống với ba mẹ. Hơn 10 năm sống dưới quê nên thành ra con người cũng mang cái nét quê dân dã như cái nơi Quyên sống. Nhiều lúc con Ngọc nó nói Quyên nhà quê không có hợp với thành phố, mà công nhận đúng vậy thiệt. Cũng nhờ vậy Quyên mới bị bắt đi gả chồng đó chứ. Chứ nếu Quyên mà sành sỏi tiểu thư đài cát, chắc con Ngọc mới là người hôm nay đang ngồi trong cái phòng này. Nguyên nhân vì sao Quyên chịu đi lấy chồng thì chỉ duy nhất có một. Nếu không chịu gả đi, chắc mẹ Quyên sẽ giết chết cô, hoặc là bà ta tự tử chết. Nghĩ cái nào cũng đáng sợ, nên Quyên chọn cách đi lấy chồng cho nó êm chuyện, vì đằng nào thì Quyên cũng phải gả đi. Sinh ra trong gia đình như Quyên mới hiểu được bản thân mình yếu ớt vô vọng đến giường nào. Còn lý do vì sao mẹ Quyên một hai dọa dẫm bắt Quyên đi lấy chồng thì lại vô cùng đơn giản. Công ty của bà Quyên cần thêm nhà đầu tư vào hạng mục mới, nên cô cũng được đem ra bàn cân đưa đi hòa thân để đổi lại lợi ích. Hay nói chính xác hơn là Quyên và người chồng mới đang được thực hiện một cuộc giao dịch gắn mác hôn nhân. Nói mà đúng ý nhất là hôn nhân thương mại. Quyên có buồn vì quyết định này của ba mẹ, nhưng thật ra cũng không đến mức vô cùng buồn. Vì từ khi biết nhận thức đúng sai, thì Quyên đã biết được rằng trước sau gì cô cũng sẽ được đem đi trao đổi lợi ích. Như chị Thùy của Quyên là một minh chứng. Chỉ có điều gã về đây rồi Quyên mới biết chữ sầu được viết như thế nào. Cô cố gắng tỏ ra mình hiền lành, dễ dạy cũng là một dạng của khổ sở. Bên ngoài chị Sen nhỏ tiếng kêu. Mợ ơi, bà lớn kêu mợ xuống nhà bà biểu. Quyên ngáp mấy cái nói giọng ra. Chị nói má chờ em chút nghen, em xuống liền. Lắc lắc cái đầu, Quyên đứng dậy đá chân đá tay mấy cái cho nó giãn gân cốt. Đêm thức đọc gia quy gia đình đến khuya, sáng gà gáy một tiếng đã dậy. Thiệt tình Quyên sắp khô héo đây rồi. Vừa đánh răng rửa mặt, Quyên vừa lấy điện thoại gọi cho một số vừa lạ vừa quen. Bên kia bắt máy, Quyên nhẹ giọng càm ràm. Anh về chưa? Sắp về tới nhà rồi, tôi ngủ quên. Quyên ừ một tiếng, xong cũng kệ không quan tâm đến nữa. Chồng con cái gì tầm này, có mà của nợ.
Ôi, nghĩ nó chán quá. Lộc, chồng mới cưới của Quyên, hôm nay lại đi nguyên đêm không về. Cái tên này đã hứa sẽ thu xếp về sớm trước 6 giờ, mà bây giờ còn đang chạy về. Thiệt là bực bội à. Lỡ như má chồng của cô hỏi tới, cô không biết phải nói làm sao luôn. Đánh răng rửa mặt, sau đó định thay một bộ bà ba cách tân, áo gấm, quần phi lụa, thì chợt nhớ hôm nay thứ hai, nên vội vàng cô lấy trong tủ ra bộ sườn xám màu đen đỏ, mặc vào, sau đó nhanh chân phi ra phòng của má chồng. Vừa ra khỏi cửa phòng, đã thấy Lộc lù lù khập khà khập khiễng, trình mò leo rào vô. Nhìn thấy anh ta, cô vội chạy ra đỡ phụ anh ta xuống, sợ có ai khác thấy thì không có hay. Có chút bực bội, cô càm ràm. Anh đi đâu mà giờ này mới mò về? Hôm nay qua thỉnh an bà nội mà anh quên hả? Lộc phủi phủi rác trên tóc, anh ta cởi phăng cái áo vest bên ngoài, cau có. Thì giờ tôi về cũng kịp vậy, lẹ đi, theo tôi lên phòng thay đồ rồi xuống với má. Thôi đi đại ca, tôi phải xuống gặp má gấp, má kiếm. Anh lên thay quần áo lẹ rồi còn xuống, để má biết anh đi nguyên đêm là má cạo đầu khô anh, rồi cũng cạo đầu khô tôi luôn đó. Nói xong, cô đi trước, Lộc cũng nhanh chân chạy vào phòng thay đồ. Nhà chồng cô mỗi sáng thứ hai là kéo nhau qua phòng bà nội thỉnh an như mấy phi tần ngày xưa đi thỉnh an Thái Hậu vậy đó. Nhiều khi cô nghĩ cái nhà chồng nó quái đản ghê ghê cái kiểu gì đó. Hèn chi con Ngọc nó đòi chết lên chết xuống nếu mà ba Quyên bắt nó gả qua đây. Còn nhỏ coi vậy mà ma lanh hơn cô nghĩ nhiều. Đứng trước cửa phòng má chồng cô, Quyên nghiêm chỉnh sửa sang lại váy, sau đó gõ cửa lên tiếng. Dạ, má, con là Quyên. Bên trong có tiếng nói vọng ra. Vô đi. Trong phòng bày trí toàn là hình rồng hình phượng, bày trí phong cách cổ trang nho nhã. Trên ghế gỗ, má chồng Quyên được chị Chi vừa đắm vai vừa xoa bóp. Thấy Quyên, chị Xuân cười nhếch môi. Chú choa, vợ chú ba đây hen, hôm nay lại dậy trễ nữa nè. Mẹ kiếp, cái bà chị dâu đẹp gái mà độc miệng thấy sợ luôn à. Hễ mỗi lần thấy Quyên là chanh chua bắt lỗi riết, kỳ cục. Quyên cười hiền, tỏ vẻ đáng thương. Dạ, đêm qua em thức đọc cho hết cái quyển Gia Quy nên ngủ trễ thành ra sáng dậy không nổi đó chị hai. Chị hai Xuân cười nhạt chỉ lại. Đọc xong hết rồi em hen. Quyên gật đầu. Dạ, còn chút xíu nữa, gần xong rồi chị. Má chồng Quyên thân hình hơi mập, nhưng bù lại, mặt có bà thon gọn hiền hậu. Thấy cô có vẻ khù khờ nên bà mới lên tiếng. Con Quyên về đây gần tháng rồi mà còn khờ câm vậy hả bay? Cái chi cũng để má với chị bay nhắc á, thì tới khi nào mới rành rọt? Hôm nay má chồng lại dạy dỗ tiếp. Ngày nào bà không dạy Quyên phép tắc chắc bà ngủ không có ngon. Dạ con biết rồi má, con dụng về nên có gì má với chị chỉ dạy cho con nghe. Thú thiệt, cô cũng là con gái nhà giàu, được cho ăn học đàng hoàng, gia phong lễ giáo gì Quyên cũng rành ráo trội. Nhưng mà theo Quyên nghĩ, thì đã về đây làm dâu nên tỏ ra ngu ngơ dễ dạy một chút, đặng không bị hành xác. Bà nội cô lúc đưa dâu có dặn cô nên an phận một thời gian, chuyện gì cũng từ từ thủng thỉnh mà tính toán. Chứ cứ sống ngay thẳng khôn khéo quá thì không có yên với má chồng Quyên đâu. Chưa bao giờ có bà má chồng nào thích con dâu khôn ngoan lấn lướt cả. Má chồng Quyên gật gật đầu, bà lầm bầm. Thì má dạy cho bay, nhưng đứa nào lanh lẹ thì học ngay, còn đứa nào khờ thì chịu khó một chút. Má có hai thằng con trai, hai đứa con dâu thôi, con dâu cũng như con gái, thương đồng đều. Quyên mỉm môi cười. Úi trời ơi, thương con dâu như con gái, câu này nghe mắc cười muốn xỉu . Chị Hai Xuân một đầu bỡ đít, chị lẹ miệng. Má thương con dâu nhất cái xứ này rồi, con ra chợ ai cũng nói con có phúc dữ lắm mới về làm dâu của má, con nghe mà thấy mát cái ruột gì đâu . Má chồng có Quyên ưa nịnh, nghe Hai Xuân khen liền cong môi hiếp mắt mà rôm rã. Người ta nói đúng đó chứ, má không có tị nạnh con dâu, đứa nào ngoan ngoãn má thương, mà không ngoan thì má cũng không có ghét,
cái bổn phận làm dâu là phải biết trên biết dưới, biết lo cho chồng cho con, hiếu kính nhà chồng. Tụi con sống tốt là má mừng rồi, chứ má khó khăn chi. Quyên cũng phụ họa theo nịnh nọt. Dạ, má dạy đúng dữ lắm. Con với chị hai còn phải học cái đạo làm vợ dài dài. Chứ ngày một ngày hai mà thông suốt tường tận như má làm sao được. Má chồng cô càng nghe khen càng khoái. Bà cười muốn ngoác quai hàm. Thú thiệt, cô không quen nịnh nọt kiểu này. Nhưng mà nhập gia thì phải tùy tục. Không nịnh thì khó sống. Mà nịnh một chút cũng không có mất miếng thịt nào. Thôi thì nịnh cho nó mau giàu. Ngồi một lát, anh Hai Phú, chồng chị Xuân cũng đi vào. Công nhận, nhà này toàn là cực phẩm gia nhân. Chồng cô mặc dù ẻo lả da trắng, nhưng gương mặt cũng gọi là tuấn tú. Còn đây, anh Hai Phú, nước da trắng trẻo, mặt mày phong trần, đậm chất nam nhi. Mà ta nói tính tình cũng điềm đạm hết sức luôn. Ngó thấy anh Hai nhìn Quyên cười, rồi đi qua chỗ của chị Xuân với má chồng cô. Cô cũng gật đầu lễ phép chào anh một tiếng. Dạ, anh Hai mới vô. Anh Hai Phú gật đầu cười với cô xong, lại quay sang ôm eo chị Xuân, nói chuyện với má chồng cô mấy câu. Lúc này bên ngoài, Lộc cũng đi vào trong. Thấy Quyên, anh ta nhăn mày cảnh cáo. Quyên không thèm liếc lấy một cái gì coi thường. Đàn ông đàn an gì, ngoài ăn chơi đú đỡn ra thì không biết làm cái giống gì hết. Chán thiệt luôn đó. Thấy đông đủ con cái, má chồng của Quyên liền đứng dậy dắt một đám con sang bên phòng bà nội chồng của Quyên đặng thỉnh an theo đúng gia quy gia tộc. Má chồng cô đi trước, anh Hai Phú với chị Xuân theo sau, sau cùng là Quyên và Lộc. Đi ra khỏi hành lang mái che thông với nhà trên, liền hiện ra một gian nhà ba gian to lớn mát mẻ. Bà nội chồng của Quyên do tuổi đã cao, cộng thêm hay tụng kinh gõ mõ, nên bà không ở chung với con dâu. Nhà chồng Quyên có lối kiến trúc khá lạ, vừa là nhà ba gian kiểu phố hộ ngày xưa, vừa pha nét Trung Hoa cổ kính, lại vừa có nét hiện đại của xã hội đương thời. Gian nhà mái ngói đỏ, cột nhà là gỗ trầm hương quý hiếm, gian giữa là gian thờ tự, gian bên trái là gian để sách cổ, kinh kệ cùng bằng khen, những bức tranh thư pháp cổ được mấy đời nhà chồng Quyên giữ lại. Trong đó có một lệnh bài của thời vua Càn Long được cất giữ như một cổ vật quý hiếm, lồng trong tủ kính có gắn định vị. Gian bên phải là gian của bà nội chồng. Gian này vừa rộng vừa là gian to nhất, bên trong có đến mấy phòng cho cả người làm ngủ canh nhà. Lúc lên đến nơi, Quyên đã nghe bên trong có tiếng cười rơm rã. Đi vào trong, cô mới thấy một gương mặt vừa xa lạ lại vừa có chút xíu quen. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài không ra. Đang định hỏi tên Lộc là người đàn ông đang nói chuyện với bà nội là ai, liền nghe má chồng Quyên đon đã lên tiếng. Chú Thịnh, chú về rồi đó hả? Chú Thịnh là chú có tên Lộc sao? Nhưng mà sao nhìn nó quen quen? Trước mặt của cô là một người đàn ông, mà cũng không tính là đàn ông. Quyên đoán anh ta chắc chỉ tầm 30 tuổi là cùng. Gương mặt tuấn tú, nét nào ra nét đó. Thân hình cao lớn rắn chắc. Gương mặt này cộng với thân hình này mà không có đi làm người mẫu thì uổng phí của trời cho quá. Đẹp trai quá má ơi. Nghe má chồng Quyên hỏi, người đàn ông kia nhàn nhạt trả lời. Chị hai, tôi mới về. Vừa nói chú vừa nhìn một vòng. Đến khi nhìn thấy Quyên, cô thấy chú hơi khựng lại. Khoan đã, ánh mắt này là làm sao? Mắt nhìn Quyên, miệng chú hỏi. Cô gái kia là vợ của Minh Lộc hả? Lộc nghe chú hỏi, anh ta ào ào. Phải rồi chú, cô ta, không, em là tên Quyên. Chú lại nhìn Quyên, môi khẽ nhếch lên cười. Trời đất ơi, đẹp trai quá trời quá đất, nhưng mà... Mà ủa, cái nụ cười này có chút kỳ cục à ngang. Thấy Quyên còn đứng đực mặt ra đó, má chồng Quyên cau mày lợm giọng. Quyên, sao không thưa chú ba? Thấy má chồng với thái độ không vui, cô liền lật đật gật đầu hướng chú mà chào. Dạ, chú ba. Ngoan,
Một chữ ngoan phát từ miệng của chú chồng ra khiến mọi người trong phòng mắt tròn mắt dẹt mà á khẩu. Quyên thì không hiểu gì nhưng cũng thấy ngộ ngộ. Phía ghế giọng một người phụ nữ còn xuân trẻ lên tiếng. Lần đầu tiên nghe chú ba khen cháu dâu đó, con Quyên coi vậy có phước nha. Người vừa lên tiếng là dì Trinh, vợ hai của ba chồng Quyên. Dì năm nay cao lắm, tầm 40, má chồng Quyên 45-50 rồi. Dì Trinh nước da trắng hồng, gương mặt thon gọn duyên dáng. Nếu so ra thì dì Trinh đẹp hơn má chồng Quyên rất nhiều. Chắc bởi vậy nên ba chồng Quyên coi bộ cưng dì hơn má. Bởi vậy má chồng cô đâu có ưa dì. Đã được cưng rồi, mà dưới gối của dì Trinh còn có anh con trai nhỏ hơn chồng Quyên một tuổi nữa chứ. Gia tài này chia ra coi bộ hơi nhiều đầu à nghen. Má chồng của Quyên đi lại bàn ngồi xuống ghế gần bà nội. Bà cười nói. Em Trinh cũng tìm vợ cho thằng Tài đi là vừa rồi. Thằng Lộc cũng hơn thằng Tài có 1 tuổi chứ mấy. Lấy vợ cho nó đi là được chú ba khen hà. Nói xong, bà quay sang bà nội đang ngồi cười hiền hậu. Bà đon đã. Con nói vậy có phải không má? Nhà mình đông con đông cháu mới vui. Bà nội chồng cô hơn 70, tóc bà bạc gần hết đầu, dáng người hơi thấp, nụ cười cùng với gương mặt hiền hậu phúc đức muôn phần. Bà nhìn về phía của Quyên giọng từ tốn. Ở nhà đông con đông cháu thì vui, nhưng mà duyên đứa nào đứa đó hưởng, ép giàu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nghe bà nội nói, dì Trinh không biết hợp ý liền phụ họa. Dạ, má nói phải, Minh Tài còn lo công danh sự nghiệp học hành để sau này còn về phụ anh Hưng một tay nữa, lấy vợ có con sớm bỏ bê hết công việc. Giọng của dì Trinh thì nhẹ bâng mà cái ý tứ nặng mùi thuốc súng, nói kiểu này khác nào chửi Minh Lộc bỏ bê sự nghiệp chứ. Bởi vậy ta nói, Quyên mới về đây được hơn tháng, nhưng ghét nhất là thứ hai mỗi tuần đi thỉnh an bà nội đó. Mặc dù Quyên quý bà nội, nhưng không thích nhất là cái thái độ của mấy người này. Lần nào cũng vậy, nói là đi thăm bà nội, chứ qua toàn là muốn chửi lộn với nhau thôi. Nhất là má chồng của cô với dì Trinh, sống không có hợp. Minh Lộc không vui. Cô thấy anh ta cau mày, giọng điệu khó nghe. Mỗi đứa mỗi tính, thua tôi có 1 tuổi mà sự nghiệp gì hả dì Trinh? Dì Tân bốc con cái gì vừa thôi, vú thằng nhỏ trong nhà cũng vừa thôi. Thả cho nó ra ngoài đường biết qua biết lá với người ta nữa, riết y như cái thằng khờ vậy đó. Dì Trinh tức nổ đom đóm, nhưng không có dám cãi lại. Ai chứ trong nhà này, miệng chồng cô là miệng chửi nhau. Dì Trinh khoái đấu võ miệng, nhưng hễ đụng đến Minh Lộc là dì nói không có lại, toàn là sợ rồi khóc tu tu. Má, chị hai, coi Minh Lộc nó nói Minh Tài vậy đó, có được không? Má chồng cô khoái một cây. Con trai của bà thay bà tém miệng người đàn bà thì hỏi sao không khoái. Nhưng mà bà nội lại không hề khoái. Thấy dì Trinh bù lu bù loa, bà coi bộ không vui. Lộc à, ăn nói với dì kỳ vậy con. Nói cái gì cũng là dì của con mà. Là mẹ Minh Tài. Nói vậy tới tai của em rồi, anh em xích mít nè. Minh Lộc im không có cãi lại nội. Còn dì Trinh vẫn còn tức anh ách một bụng. Quyên với anh chị hai im re nãy giờ. Tính của anh hai Phú ít nói nhất nhà, nên mấy cái vụ này ảnh không có xen vô đâu. Còn chị Xuân, dù gì cũng là phận con dâu, giống cô nên chắc chắn là không có dám chen ngang rồi. Chú ba Thịnh nãy giờ vẫn ngồi ung dung uống trà hưởng thụ, thấy không khí căng thẳng không vui. Cô thấy chú đứng dậy, giọng trầm trầm nộ khí. Muốn qua thăm mẹ cũng không có yên với mấy người nữa, gây nhau suốt ngày không có mệt hay sao? Chú ba nói như muốn chửi, vậy mà má chồng cô với dì Trinh đều im re không có dám cãi lại tiếng nào, ghê thiệt luôn đó. Chú ba húp thêm một chút trà hoa hồng, mắt chú hơi híp lại, giọng điệu pha chút tò mò. Mẹ à, con đi có chút việc nữa, con về không có cần chờ cơm con đâu. À mà trà hoa hồng này ai làm trà vậy? Trà sao? Bộ có gì không được hay sao hả? Trà này là Quyên làm.
Bà nội cô hướng mắt về phía cô mà cười nhạt. Vợ của Minh Lộc, con vừa mới về không biết, con nhỏ khéo tay lắm. Quyên được bà khen, trong lòng thì vui như phất cờ, nhưng trên mặt lại không có dám biểu cảm, nên đành im lặng đứng một bên. Chú ba nhìn cô, chú không nói gì, nhưng qua ánh mắt của chú, cô lại đoán có gì đó kỳ kỳ, nhưng cụ thể thế nào thì cô không biết. Từ phía sau, Quyên nghe được tiếng guốc lộc cộc, ngó theo nơi tiếng động phát ra, cô thấy Thu Phụng tay bưng tách trà qua nhài, thơm phưng phức đem lên. Thu Phụng là cháu nuôi của bà nội chồng, từ nhỏ đã sống chung với bà nên được coi là thành viên trong nhà từ lâu. Phụng đặt tách trà xuống bàn chỗ chú Thịnh vừa đứng dậy. Cô cười duyên nói, chú, trà qua nhài chú hay uống nè. Thu Phụng đẹp người đẹp nết, tính tình hiền lành, hòa đồng dễ thương dữ lắm. Từ hôm về đây tới bây giờ, hễ mỗi lần gặp Quyên là kêu Quyên một tiếng, mợ Quyên, chưa hề tỏ ra không có ưa Quyên chỗ nào hay là kể người cũ người mới. Quyên cũng quý cô lắm. Thấy Phụng tươi cười nhìn chú Thịnh, mà bộ dạng ông chú lại lơ đơ, phất phơ, không có nhìn ra biểu cảm gì. Mãi một lúc sau, Quyên mới nghe chú Thịnh nhàn nhạt trả lời. Tôi uống rồi, cảm ơn cô. Phụng nghe chú Thịnh trả lời, cô ấy dạ lại một tiếng nhỏ xíu, nhìn sơ thì bình thường, nhưng mà riêng cô thì cô lại thấy Phụng có vẻ không vui mấy. Mà thôi, cũng đúng rồi, hì hục đi pha trà đem lên đã, rồi không có chịu uống, ai mà không bực chứ. Cái ông chú này nhìn đẹp trai mà phủ phàng thấy ớn à. Trả lời Phụng xong, chú Thịnh cũng đứng dậy đi mất. Không khí trong gian trước có chút gượng gạo. Ngồi nói chuyện một lát, bà nội liền lùa Nguyên cái đám con cháu ra ngoài cho bà tụng kinh sáng. Trong gian nhà chỉ còn lại Thu Phụng với một chị giúp việc lau dọn gian nhà thờ tự mà thôi. Lúc theo má chồng về lại nhà trong, Thu Phụng đột ngột chạy theo sau Quyên. Thấy cô gọi, Quyên liền quay lại. Phụng, có gì không chị? Phụng cầm trên tay cái lọ trà hoa nhài, cổ đưa cho Quyên, giọng nói có chút thở dốc. Mợ Quyên, hổm nghe bà lớn nói mợ mê trà nên tôi mua để dành cho mợ nè. Mợ coi, hoa nhài này phơi khô thơm lắm. Quyên gật gù thiệt lòng vui vẻ. Ơi, cảm ơn chị nha chị Phụng, mà sau này chị đừng có kêu tôi bằng mợ nữa, nghe nó già lắm. Phụng lắc đầu. Ý, đâu có được, mợ lớn hơn tôi mà, với lại xưng hô bậy bạ, ông nghe được ông rầy. Quyên xua tay. Lớn nhỏ gì, tôi với chị có hơn bao nhiêu tuổi đâu, hay là vậy đi, sau này có người ngoài thì chị kêu tôi bằng mợ, còn không có ai thì xưng tên đi nghe, được không? Thu Phụng suy nghĩ một lát, thấy Quyên chân thành nên cô cũng gật đầu, môi nở nụ cười. Nếu vậy cũng được mợ hen. Nữa, mợ nữa. Y quên, quên hoài à. Vậy được hen Quyên. Nghe Thu Phụng kêu Quyên bằng tên, tự dưng cô thấy vui vẻ thiệt sự. Hai đứa nói qua nói lại mấy câu về trà hoa nhài. Một lát sau, Quyên cũng lên phòng. Tên Lộc chắc đang ngủ. Cô phải lên hỏi tội anh ta mới được. Đúng y chang, vừa lên đến phòng, liền thấy cái tên Lộc nằm chình ình ra ghế gỗ với Quý Phi nhắm nghiền hai mắt. Ngó trong góc thấy sáng nay, Quyên quên xong tinh dầu, liền đi đến dặn máy khuếch tán tinh dầu, cho vào một chút nước cộng vài giọt tinh dầu hương xả cam, rồi ấn nút vận hành. Dạo gần đây, mùa mưa nên nhiều muỗi lắm. Mà nhà chồng của Quyên có thói quen xông tinh dầu, đi từ trên xuống dưới lâu lâu là có một máy xông, còn hết thảy phòng nào cũng có. Xong xuôi, Quyên đi lại chỗ của Lộc nằm, dùng tay đánh cái bộp vào vai tên Lộc. Anh ta đang ngủ, bị đánh đau nên la quay quái ngồi bật dậy cầu có. Con bị điên hả? Làm gì đánh? Còn cái bộ dạng chửi người eo éo phát ghét rồi. Quyên không có quan tâm anh ta đau hay là không đau, sẵn tiện ngồi luôn xuống ghế. Quyên lầm bầm. Anh không nghe gì Trinh nói hả? Lộc xoa xoa vai, mặt đỏ ửng. Mụ ta nói gì? Quyên ngồi dắt chéo chân,
ngửi cái hương cam xả thoang thoảng từ máy xông dầu. Công nhận cái mùi này thiệt là thoải mái. Nói gì bộ hồi nãy anh không nghe sao? Minh Tài bây giờ cũng đến công ty làm rồi, sao anh còn lông nhông vậy? Tôi thì không có rảnh quan tâm đến sự nghiệp của anh, nhưng mà mẹ anh thì quan tâm. Anh cứ không ra trò ra trong cái gì, bà lại rầy tôi không có quan tâm anh nữa. Minh Lộc lườm Quýt Quyên mấy cái, gương mặt của anh trắng hồng hào, giọng nói không có lực là mấy. Cô bớt tào lao đi, mấy hôm nay ai đưa tiền cho cô xài? Là anh chứ ai, hỏi gì lạ? Minh Lộc khoanh tay, anh hùng hồn. Tôi không cần phải đến công ty, nhưng tôi vẫn làm ra tiền, vẫn cho tiền cô xài, cô còn càm ràm cái gì nữa? Chuyện mẹ tôi nói là kệ mẹ tôi. Mẹ tôi có khi nào không có liên thuyên mấy cái chuyện này của tôi đâu. Cô nghe rồi cho qua đi, đừng có quên tôi và cô có hợp đồng kia đó. Quyên nhếch môi, lườm Quýt lại tin Lộc. Cô làm gì quên cái hợp đồng của cô và anh ta chứ? Cô còn đang đợi thanh lý hợp đồng này đây. Tôi làm sao quên được? Tôi cũng là nói như vậy thôi, chứ tôi đã can thiệp vào chuyện của anh đâu. Thiệt ra cũng vì tôi muốn tốt cho anh thôi. Để dì Trinh đem cái chuyện anh với anh Minh Tài ra nói hoài, tôi thấy cũng ứa gan. Minh Lộc nhìn Quyên, giọng điệu hài hòa đi đôi chút. Tôi tự biết chừng mực, cô cứ làm tốt nghĩa vụ của cô là được rồi. Quyên nhìn Minh Lộc, thiệt ra tên này cũng tốt tính chứ không có đến nỗi nào. Nhưng mà cô có chút nghi ngờ hắn hình như là đồng tính. Trước khi gả về đây, Quyên có nghe Phong Phanh chị Thùy kể sơ qua cho cô nghe về lý lịch tinh lộc này. Nghe đâu anh ta không có thích đàn bà, chỉ thích đàn ông. Nhưng mà cũng chỉ là nghe thôi chứ chưa có chắc chắn. Mà nhìn bên ngoài, Minh Lộc cũng chuẩn đàn ông lắm. Tay chân cũng coi là rắn chắc. Tính tình hay thói quen sinh hoạt cũng ok lắm. Chưa kể từ hồi gả về đây, hơn một tháng, anh ta chưa từng ngủ chung với Quyên lần nào. Trước khi có hợp đồng kia, thì anh ta ngủ trên ghế Quýt Phi. Quyên ngủ giường. Sau khi có hợp đồng kia, thì lại là y chang như vậy. Đôi khi Quyên suy nghĩ thấy cũng kỳ kỳ, nhưng không dám hỏi, sợ bị chửi. Thấy Quyên nhìn chằm chằm, Lộc dọa nạt. Nè, nhìn cái gì? Tôi không có thích cô. Đừng có chơi mua hàng kế bẩn nghe không? Tôi giết cô chết bây giờ đó. Tôi thèm anh lắm á. Thấy Quyên đứng dậy định đi, Tinh Lộc liền nằm xuống định ngủ tiếp. Sực nhớ đến khi nãy, Quyên lại đi đến vỗ vỗ vai anh ta mấy cái. Ê, Lộc, tôi hỏi nè. Minh Lộc bực mình, anh ta quát. Cái gì nữa? Cô để cho tôi ngủ một chút có được không? Quyên ngồi chồm hổm xuống gần anh ta, hỏi gấp. Lộc, người đàn ông khi nãy là chú ba trong truyền thuyết mà Cindy hay nói đó hả? Lộc ngơ ngác. Cindy? Cindy là ai? Trời đất ơi, Cindy là Út Đực chứ ai? Lộc bực cười ha hả. Trời ơi, nói tên Út Đực thì kêu Út Đực đi, mày đặt kêu Cindy, Cindy, ai biết? Quyên vỗ cái bóp lên tay của tên Lộc, trừng mắt. Tên gì kệ nó đi, trả lời tôi đi, chú Thịnh khi nãy là người thế nào? Lộc dè chừng. Cô hỏi chú tôi làm cái gì? Tôi hỏi để biết chứ làm chi. Thiệt không? Không thiệt chứ giỡn với anh hả? Thấy Quyên không vui, Lộc cũng thôi không có hỏi nữa, anh trả lời. Chú là chú ruột của tôi, đi suốt, ít khi nào ở nhà lâu. Tôi hâm mộ chú lắm. Chú Thịnh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Chú làm cái nghề gì? DJ, làm nhạc. Nói rồi anh ta sụt sụt vài tiếng, nói nhỏ vào tai của Quyên. Xã hội đen. Quyên nghe ba chữ xã hội đen liền hết hồn. Thiệt hả Lộc? Thiệt hả? Tên Lộc tỏ ra thần bí. Xạo cô làm gì? Nói chung chuyện của chú tôi làm xã hội đen không ai biết đâu. Ba tôi cũng không có biết, nên tôi cảnh cáo cô đó. Cấm không được đem cái chuyện này đi nói cho mẹ tôi hay là bà nội tôi biết đó. Mấy người đó mà biết được thì tôi xử đẹp cô. Không có đẹp không ăn tiền luôn. Thấy anh ta đe dọa, Quyên cũng thấy ghê ghê. Cái gì chứ xã hội đen không có giỡn được. Quyên còn yêu đời lắm, mới mơn mởn thôi, còn chưa có yêu ai đâu. Thấy Quyên biết sợ, Lộc tỏ ra hài lòng.
anh ta ung dung khoanh tay. Cô biết sợ là được rồi. Chú tôi cũng không có làm gì cô đâu. Cô yên tâm đi. À quên nữa, gặp chú tôi thì chào hỏi cho đàng hoàng. Ba tôi còn không có nể bằng chú tôi đâu. Cô liệu mà cư xử đó. Được rồi, đừng hỏi nữa. Để yên cho tôi ngủ. Nói rồi tên Lộc nằm xuống ghế, còn không quên nhấc chân đá Quyên một cái, xé một chút lăn quay ra đất. Quyên đứng dậy lườm quýt anh ta mấy cái. Cái tên mắc dịch này không biết thương xót con gái chân yếu tay mềm gì hết trơn. Quyên nguyền rủa anh đời này làm bóng. Nhưng mà khoan đã, hồi nãy anh ta nói chú anh ta làm DJ. DJ là chơi nhạc trong quán bar, vũ trường. Sao càng nghĩ càng thấy quen vậy cả. Với lại ánh mắt của chú nhìn Quyên khi nãy có cái gì đó không có đúng lắm. Rốt cuộc là cái vụ gì đây chứ? Đêm đó, theo cái thói quen, Lộc lại trốn nhà đi chơi khuya. Nhiều lúc Quyên nghĩ không biết tên này chơi cái gì mà mê đến mức đêm nào cũng đi. Đi tới khuya cho đến sáng, đi múc mùa, bỏ Quyên ở nhà một mình bơ vơ. Giờ canh cửa cho tên Lộc nhảy rào ra ngoài, xong Quyên cũng nhanh chân đi vào phòng. Lỡ đứng sớ rớ bên ngoài này một hồi, mẹ chồng Quyên thấy rồi lộ chuyện Lộc đi chơi là tiêu đời hắn, tiêu đời Quyên luôn. Quyên rón rén mở cửa hông, sau đó đóng lại cẩn thận. Ngó qua ngó lại không thấy ai, Quyên liền chạy một mạch lên tầng trên. Nhà chồng của Quyên xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, cái loại gỗ mung đắt tiền. Từ vách nhà, cột nhà, rồi cửa phòng hay cầu thang, hết thảy đều làm bằng gỗ. Đến cả nội thất ở trong mỗi phòng đều làm tất cả từ gỗ. Phải nói, nếu tính về cái độ chịu chơi và chịu chi thì không ai qua nổi nhà này. Mấy đại gia thành phố còn phải gọi nhà chồng Quyên một tiếng Mộc Phủ Hưng Thịnh. Ê khoan, khoan, nói mới nhớ nghe, Hưng Thịnh, không phải Thịnh là tên chú chồng của Quyên hay sao? Ôi chào, lúc nghe tên Mộc Phủ Hưng Thịnh thấy kỳ kỳ, không biết Thịnh là tên của ai. Quá ra, Thịnh là tên của chú ba. Vừa đi vừa suy nghĩ, nên lúc lên gần đến phòng, Quyên xém nửa đâm sầm vào ai đó. May mà người đó đối diện giữ Quyên lại kịp. Xém bị đụng đầu, làm cho Quyên giật mình. Ngó lên thấy người đối diện, Quyên sợ hết hồn, lấp ba lấp bắp. Chú ba. Trước mặt Quyên, chú ba Thịnh nhìn Quyên chằm chằm, gương mặt lạnh như cục nước đá. Chú lại cao hơn Quyên đến một cái đầu, nên bây giờ nhìn Quyên nhỏ xíu xiu khi đứng chung với chú. Chú ba cau mày, giọng chú trầm trầm, mặt ngầu cực kỳ luôn. Đi đứng sao không có nhìn, cô sư tư cái gì vậy? Quyên ngơ ngác lại có chút sợ sệt trả lời. Dạ con đi uống nước. Chú ba cau mày. Uống nước à? Trong phòng có cô, người làm không có cho cô uống nước hay sao mà cô phải đi xuống nhà dưới? Chị dâu để cô thiếu thốn cái gì hả? Quyên càng nghe càng sợ, vội vàng trả lời. Dạ không có. Tại con thèm nước đá, ở trong phòng không có nước đá mà chú. Nghe Quyên nói chắc thấy hợp lý, nên chú ba không hỏi tới nữa. Thấy có mùi nguy hiểm, nên Quyên định chào chú ba một tiếng rồi đi vào phòng cho chắc. Nhưng vừa định mở miệng thì lại nghe chú ba khẽ tiếng hỏi. Minh Lộc đâu? Ngủ hả? Quyên nghe hỏi đến Minh Lộc liền nhanh miệng trả lời. Dạ, anh ngủ rồi chú. Chú ba không biết tại sao tự dưng lại nhếch môi cười. Ôi mẹ ơi, ông chú cười cái kiểu này, đẹp trai dễ sợ luôn. Nhưng mà đẹp cái kiểu mà điểu điểu, Quyên không có khoái. Ngủ hả? Ngủ sớm vậy cả. Tim của Quyên mỗi lúc đập mỗi nhanh. Cô gần như nín thở nói một mạch. Dạ, anh chắc mệt nên ngủ sớm, sớm đó chú. Quyên thấy chú ba nhìn Quyên, hai mắt chú nhìn thẳng vào hai mắt Quyên. Môi chú màu hồng hồng hơi mím lại, sống mũi cao tít, cứ như được tạo khối không bằng. Tự dưng đang căng thẳng thì chú bật cười. Dưới đôi môi màu hồng hồng kia liền lộ ra hàm răng trắng đều. Đầu đó thấp thoáng một cái chiếc răng khỉnh giống y chang của Quyên. Dì dì, sao hợp ý Quyên vậy nè trời? Quyên bị hớp hồn trước vẻ đẹp này, đang còn ngơ ngơ liền nghe chú lên tiếng. Nó ngủ thiệt không? Để tôi vào nói chuyện với nó một chút. Thôi, chết mẹ rồi, sắp hư hết chuyện rồi đây nè.
Quyên thiệt sợ muốn chết luôn. Cái cảm giác tim đập thình thịch vì sợ này không có hề vui chút nào. Cuống quýt cả lên, Quyên vội chữa cháy. Dạ, dạ, anh Lộc anh ngủ rồi. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả chú? Cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà... Quyên đứng gần chú, vừa rung vừa hồi hộp, nghe tiếp cái đoạn sau hai chữ nhưng mà kia. Quyên ngàn mong dạng muốn cho chú thôi không có đòi gặp tên Lộc nữa. Chứ bây giờ chú mà một hai đòi gặp cái tên kia, Quyên cũng không biết làm cách nào mà chống chế được. Quyên nhìn chú, hai tay dò dò gáo áo ngủ. Mặc dù thiệt là khẩn trương, nhưng Quyên lại cố giờ như không có lo lắng gì. Chú ba cũng nhìn Quyên đăm đăm. Quyên thấy chú tự dưng cười, nụ cười rất nhẹ nhàng. Thôi đi, nó ngủ thì thôi, có gì mai gặp. Ôi cha mẹ ơi, nghe được cái câu này của ông chú mà Quyên nghẹn một cây luôn. Trên môi nở nụ cười, Quyên gật gật đầu. Dạ, để mai chú ha. Chú ba mím môi cười khẽ. Chú nhìn nhìn Quyên, hai tay chú đút vào túi quần Âu. Thân trên là sơ mi đen, quyền bí, đầy mê hoặc. Giọng chú không có cao, không thấp. Chú nói, khuya rồi, cô cũng vào ngủ đi. Đứng ở ngoài này chị dâu thấy thì không có hay đâu. Nói rồi chú cất bước đi xuống dưới. Quyên nhìn theo bóng lưng cao to của chú mà cảm thấy trong lòng nhẹ vô cùng. Mèn đét ơi, chú chồng này dọ Quyên hết hồn à. Ông chú không đi mà đứng đây hồi nữa chắc tim Quyên có rớt ra ngoài luôn quá. Vừa vỗ vỗ ngực vừa lững thững đi lại cửa sổ ban công nhìn ra. Quyên thấy xe của chú ba đang từ trong gara chạy thẳng ra cổng. Không hiểu sao, Quyên tự dưng cứ nhìn theo hoài. Đến lúc xe của chú ba đi khuất rồi, Quyên vẫn cứ nhìn theo. Đứng tần ngần một chút, Quyên lại cảm thấy hình như lời nói khi nãy của chú ba có cái gì đó kỳ kỳ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết kỳ ở chỗ nào. Thôi, quên đi. Chắc có lẽ do Quyên đa nghi nghĩ nhiều, chứ chú ba thì biết gì đâu chứ. À, linh tinh, suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ. Sáng sớm đẹp trời, nhà chồng mặc dù khó khăn lễ giáo nhưng cũng không bắt con dâu dậy thiệt sớm để nấu cơm hầu nước, nên 6 giờ 15 phút sáng mỗi ngày, Quyên dậy đi xuống nhà bếp là vừa. Vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy chị Quế đợi sẵn. Thấy Quyên xuống, chị làm như thay tinh dầu rồi hỏi. Mợ dậy rồi hả? Tôi có pha cà phê sữa cho mợ kìa, mợ uống đi. Nghe chị Quế kêu, Quyên cười trả lời. Chị uống chưa? Chị Quế cong môi, nụ cười rất duyên. Rồi, tôi dậy sớm mà. Phải nói là chị Quế rất đẹp. Chị hơn Quyên tầm 2-3 tuổi gì đó thôi. Nhưng nhìn chị cũng chững chạc hơn Quyên rất nhiều. Người đã tháo vát, nhanh nhẹn, lại còn đẹp gái nữa chứ. Tại chị mặc đồ này rộng phùng phình, không có đẹp. Chứ mấy bữa chị mặc bà ba ôm eo, bó ngực, đẹp xấu dách luôn. Quyên còn phải mê mà. Thấy Quyên định xuống dưới, chị Quế mới thiều tay của Quyên nói nhỏ. Cô Ngọc kêu tôi để ý mợ, rồi báo mỗi ngày. Tôi ừ rồi. Quyên có chút ngạc nhiên nhìn chị Quế. Chị Quế thì vẫn dưng cứ như chưa từng nói gì. Thấy chị như vậy, Quyên cũng thôi biểu cảm trên mặt, môi mỉm cười. Kệ nó, chị nói tôi sống không có được tốt là được. Chị Quế nhìn Quyên, qua vài giây đối mắt với nhau, Quyên có thể nhìn ra được trong mắt chị có chút gì đó tán thưởng khi nhìn Quyên. Nghe Quyên trả lời, chị Quế cũng không nói gì nhiều, chỉ thầm gật đầu rồi thôi. Quyên nhận được câu trả lời của chị, trong lòng cảm thấy thật là hài lòng, nên cũng không nhiều lời nữa, liền đi một mạch xuống nhà bếp. Thú thực, chị Quế là người của con Ngọc, em gái Quyên, cài về đây để giám sát Quyên. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ lắm. Chị Quế về đây sau Quyên một ngày, vừa về chị đã tìm Quyên và kể cho Quyên nghe sạch sành sanh kế hoạch của con Ngọc. Chị nói chị thấy Quyên hiền nên không muốn hùa theo con Ngọc hại Quyên. Chị chỉ muốn yên phận mà sống qua ngày. Thật ra đối với chị Quế, Quyên chỉ tin chị 50-60% thôi. Còn lại Quyên không có mấy tin tưởng lắm. Vì nếu chị đã nhận lời con Ngọc giám sát Quyên thì cớ gì chị lại thay đổi ý định mà hướng về phía của Quyên chứ.
trong khi Quyên với chị có quen biết gì đâu. Mà giúp Quyên thì chị cũng không có lợi lộc gì. Quyên dù gì cũng chỉ là mợ ba của Mộc Phủ, mà là mợ ba nhỏ, vợ của cậu chủ trong nhà, nên chắc chắn Quyên sẽ không có được hưởng gì nhiều trong cái nhà này rồi. Thành thử ra, bỏ con Ngọc theo Quyên là một quyết định không mấy là thông minh trong cái thời điểm này, nên đó là lý do mà Quyên không có đặt tin tưởng hết vào chị Quế. Đi xuống bếp, Quyên thấy mọi người đang tất bật nấu bữa sáng. Mọi người thấy Quyên đều gật đầu kêu một tiếng mợ ba Quyên. Cô cũng nhiệt tình mỉm cười chào lại. Thấy cô đi xuống, Út Đực liền nhào đến đưa cho cô ly cà phê sữa đá thơm phức, giọng có Út Đực dồ dập. Mợ, mợ gặp anh Thịnh chưa? Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn à. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, ngực đẹp. Ấy cũng đẹp. Đã quá mợ ơi. Hú hồn, giọng Út Đực làm cho Quyên giật mình. Ngó ngó ổng mấy cái, Quyên càm ràm. Út, làm mợ giật mình vậy? Út Đực môi đánh son đỏ, da mặt trắng bóc như sức kem trộn. Nó vừa dỗ dỗ tay Quyên vừa liếng thoáng cái miệng tí lia. Không phải, mợ gặp anh Thịnh của con hôm qua rồi đúng không? Đúng anh Thịnh, đúng không? Trời đất ơi, xuất sắc. Thằng cha này, cái tay vừa diễn tả, mấy ngón tay vừa dài vừa thon cong cong quẹo quẹo. Quyên nhìn Út Đực từ trên xuống dưới. Cái mặt thì đàn ông, mà cái mình thì dẻo quẹo, còn hơn đàn bà nữa. Khổ ghê vậy đó. Ổng bóng chúa. Quyên gõ lên đầu nó liếc mắt. Nói tầm bậy tầm ba, anh nào hả? Kêu là ông chủ chứ ở đó mà anh. Để vú một mà nghe được là bị rầy nữa bây giờ. Quyên vừa dứt lời, phía sau vú một không biết từ đâu đi lên, gõ lên đầu Út được một cái cốc, bà nghiêm giọng. Mày lại tào lao với mợ cái gì nữa vậy Đực? Út Đực bị vú một đánh, thằng chả giật mình nhảy dựng lấp liếm. Có đâu, con có nói gì đâu. Cái giọng thằng chả eo éo, vừa nói vừa nhảy tưng tưng, mắc cười dễ sợ luôn. Ở nhà này nhạt nhẽo lắm, có ông nội bóng chúa này cũng vui cửa vui nhà. Vú một hừ hừ, vừa nói vừa nhéo tay Út Đực. Bà hậm hực. Mày cãi là giỏi à Đực à. Đem trà lên nhà trước cho ông chưa, mà đứng đây tiếu lia cái miệng không ngớt vậy. Út Đực mặt mày xị ra, thằng nhỏ miếu máu. Giờ con đem lên nè. Vú một hét. Đem lên liền đi. Thì giờ đi liền nè. Vừa nói Út Đực vừa rinh cái khay trà chạy bán sống bán chết. Thấy bộ dạng của nó mà Quyên mắc cười muốn xỉu luôn. Cái thằng tấu hài hay ghê. Vú một vừa đứng nhìn theo vừa hét trời. Thằng quỷ, đổ hết bây giờ đó. Mới nói tiếng trước tiếng sau, trên nhà trên Quyên nghe cái đùng thiệt lớn. Ngó lên thấy Út Đực té lăn cù mèo. Ấm trà bình trà gì đó nó đổ tứ lung tung. Ở đây vú một tức anh ách dậm chân đùng đùng. Thù chết, cái bình trà bà thích nhất. Mày à bà, cái thằng quỷ này. Mới bài lớn học ai chơi BD, rồi coi ổng ẻo không làm cái gì ra hồn hết trơn. Trời ơi, thằng quỷ, tôi đập gãy giò mày à. Vừa hét vú vừa định chạy lên trên. Quyên thấy cái mồi là biết Út Đực sắp bị đánh bầm dập nên căn ngăn một tiếng. Thôi, vú đừng có đánh Đực, tội nghiệp, để con pha ấm trà khác đem lên cho ba má. Vú nghe Quyên nói liền xua tay áy náy. Thôi mợ, mợ để con muội nó pha. Chuyện cái tụi nhỏ làm, mợ đừng có nhúng tay vô, riết tụi nó lường à. Mợ ngồi chơi đi, tôi lên xử thằng Đực cái tôi xuống. Nói rồi Vú chạy ào lên trên. Mà ở trên Út Đực đã co giò chạy mất dép. Dưới này nhìn lên Quyên nhịn không được cười ha hả thành tiếng. Mà dưới bếp mấy người làm ở trong nhà cũng nhịn không được mà cười quá trời. Công nhận thằng Út Đực nó tếu ghê luôn á. Lắc đầu thở dài, Quyên đứng dậy lấy bộ ấm trà trong tủ ra, lấy nước trong bình thủy tráng sơ qua một bận, rồi mới bắt đầu công đoạn pha trà. Thấy Quyên đang tráng ấm, bé muội nó chạy ngay lại, con nhỏ nhanh miệng. Mợ, mợ đừng làm để con làm cho, mợ làm lát vú thấy con bị la đó. Bé muội còn nhỏ xíu tuổi, dáng người cũng nhỏ xíu, thấy con bé giành làm, Quyên cũng không cản để cho con bé làm luôn. Trong nhà này, hễ người làm sai là bị phạt ghê lắm.
Quyên không muốn gì mình mà con bé bị chửi, tội lắm. Ngó tới ngó lui thấy trên bếp dì Bảy đang nấu bò kho. Quyên liền lật đật chạy tới xin nấu. Nói chứ ở không cũng buồn, tìm việc này việc kia làm cho nó giết thời gian. Dì Bảy lúc đầu còn không có chịu để Quyên nấu, nhưng mà qua một hồi năn nỉ, thấy Quyên kiên trì quá, cho nên thôi kệ, để cho Quyên làm luôn. Nói gì nói chứ, Quyên nấu đồ ăn là hơi bị ngon đó nghe. Cả nhà đông đủ ngồi vào bàn ăn, Quyên với chị Xuân mỗi người một tay múc bò kho ra chén cho từng người. Ba chồng của Quyên ngồi ở giữa, kế bên là má chồng, rồi tới dì Trinh, rồi tới chị Hai Xuân, rồi tới Quyên. Phía bên kia là chú ba, anh hai Minh Phú, Minh Lộc, rồi tới Minh Tài. Bà nội ăn chay, Thu Phụng không có ăn chay, nhưng cô ấy ăn ở trên chứ không có xuống nhà ăn cùng với mọi người. Bò kho múc ra chén thơm phức, ba chồng cô vừa ngửi vừa tấm tắc khen. Hôm nay bò kho thơm quá, đúng là món tôi thích đây mà. Nghe ba chồng khen, Vũ Một vội nói. Dạ ông lớn, hôm nay mợ ba Quyên đích thân xuống bếp nấu cho cả nhà mình đó ông. Mọi người nghe Vũ Một nói, ai nấy đều hướng mắt về phía Quyên. Tự dưng thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm mình. Quyên có chút ngại ngại, không biết nên nói cái gì. Má chồng cười nhạt, bà lên tiếng. Thiệt ha, để ăn thử coi tay nghiện con Quyên nó ra làm sao. Má chồng chưa kịp ăn, thì bên kia chú ba vừa nhai nhai bánh mì vừa nói. Ngon đó. Đừng nói là Quyên, mà ngay cả ba chồng Quyên cũng có chút sững sờ. Cô thấy ông nhìn chú ba, môi cười nhẹ, ánh mắt có mấy tia thích thú. Ông hỏi chú. Ngon thiệt hả Thịnh? Chú ba húp chút nước bò kho, gật đầu. Ngon, anh ăn thử coi. Ba chồng gật đầu, ông xé miếng bánh mì chấm vào nước bò kho, nhai nhai mấy cái, ông cũng gật gù công nhận. Ừ, công nhận, ngon. Hiếm khi thấy chú ba nó khen, này khen ngon công nhận, ăn ngon thiệt á. Mọi người hết trố mắt nhìn chú ba với ba chồng, rồi lại quay sang nhìn Quyên chằm chằm. Bây giờ mà không lên tiếng, cũng kỳ, nên Quyên mới nói. Dạ, mọi người ăn thấy ngon là con vui rồi. Dì Trinh cũng không chịu kém miệng, dì lên tiếng. Con Quyên nấu ăn ngon vậy mà không biết luôn ta, kiểu này ăn đứt con Xuân rồi. Nói rồi, dì hướng mắt về phía Minh Tài đang ngồi đối diện với Quyên rồi cười. Minh Tài, mốt chọn vợ phải chọn cô nào nấu ăn ngon hen. Như chị Xuân con nè, con mà cao hơn thì như chị Quyên. Con coi chị Quyên nấu còn ngon hơn chị Xuân nữa nè. Mẹ kiếp, dì Trinh đang khen hay đang hại Quyên vậy chứ? Quyên nghe mà run run trong lòng. Hết chuyện làm lại đi so sánh Quyên với chị Xuân. Ai mà không biết chị em bạn dâu có ưa nhau bao giờ ở đâu chứ? Chưa kể, một người cầu toàn, luôn ngẩng cao đầu như chị Xuân, mà nghe nói mấy cái lời này, biểu sao Quyên càng ngày càng bị chị ghét. Ngó sang mặt của chị Xuân, đang ngồi bên cạnh, thấy chị ta mặt mày không có vui thiệt sự. Thấy tình hình có chút căng, Quyên liền lên tiếng chữa cháy. Dạ, dì Trinh khen con mắc cỡ, con nấu ngon hơn chị Xuân sao được chứ? Thấy dì Trinh còn định nói nữa, không biết ba chồng của Quyên hiểu ý hay thế nào, mà ông liền lên tiếng phá tan không khí tù túng. Thôi, đứa nào nấu cũng ngon, mà nấu ngon cũng để ăn thôi, cả nhà ăn đi, nhìn coi chú ba ăn gần hết rồi kìa. Quyên nhìn sang chén của chú, thấy trong chén ăn hết thịt còn một chút xíu nước, đang định nói chú để Quyên múc thêm, thì thấy chú nhìn Quyên, tay thì dùng khăn lau miệng, giọng chú nhàn nhạt từ tốn. Có ăn thôi cũng thấy phiền nữa, anh hai sống vậy cũng chịu được à. Chú ba nói nghe nhẹ dễ sợ, miệng nói mà như chửi, còn mặt thì tỉnh queo. Kế bên Hai Phú với tên Lộc coi bộ vui vui, còn Minh Tài tất nhiên nghe không hiểu chú ba đang nói cái gì, nói ai nên đâu có vui nổi. Ngó sang phía bên này, Quyên thấy má chồng cười hiếp mắt, chị Xuân thì mặt mày vẫn cau có như hồi nãy. Còn về dì Trinh, mà có gì đen thui như cái đít nồi nấu củi gì đó. Đáng đời cho vừa,
nói cỡ vậy mới vừa bụng gì mà. Ba chồng của Quyên nghe là hiểu liền chú ba đang nói ai, nhưng mà ông cũng không có lên tiếng trách cứ cái gì, cứ y như ông chưa từng nghe chú ba nói móc vậy. Xua xua tay, ông nói, thôi, ăn đi, để nguội hết ngon. Chú ba húp miếng nước đứng dậy, mời mọi người ăn đi, tôi lên mẹ một chút. À mà quên nữa, anh hai kêu người nấu cháo hạt sen cho mẹ, mẹ thèm. Nói xong, chú không có đợi cha chồng Quyên trả lời, đã quay mông bỏ đi. Mà hình như Quyên thấy ba chồng hình như nể chú ba lắm. Chú nói cái gì làm cái gì, ông đều không có nói tiếng nào. Ba chồng cô đực mặt ra một chút, một lát sau ông nhìn cô khẽ nói, bà Quyên, chút nấu cho bà nội chén cháo nghe con. Nghe ba biểu, Quyên vội gật đầu tấp lự. À, dạ con biết rồi ba, ăn sáng xong con nấu rồi đem lên cho bà liền. Ba chồng gật gật, ông kêu mọi người ăn nhanh rồi ông còn lên công ty. Suốt buổi sáng, cả nhà mạnh ai nấy ăn, không ai nói với ai câu nào. Sau bữa sáng, Quyên xuống bếp vo gạo nấu cháo hạt sen lên cho nội. Nội chồng Quyên không phải là người không ăn mặn luôn, nhưng mà bà ăn chay thanh tịnh quen rồi nên không thích ăn mặn. Bà bị huyết áp nên hạn chế ăn mặn lắm. Phải món nào bà thích lắm bà mới ăn. Ba chồng cô thì thương mẹ nên không ép bà cái gì hết. Phải công nhận là ba chồng với lại chú ba Thịnh thương bà nội ghê lắm. Con trai có hiếu thiệt là tốt. Dưới bếp lúc này không có bao nhiêu người. Út Đực thì đi ra giường sau tưới nước chăm sóc cho rau. Chị Quế đi giặt giũ, bé Muội thì phơi trà. Dưới bếp có Quyên với vú Một và dì Lùng đang lụm rau. Nêm nếm đâu đó đầy đủ, Quyên chờ cháo vừa sôi bùng là tắt rồi lấy chén nhỏ múc ra ngoài cho nội. Vú Một nghe mùi thơm liền lên tiếng khen. Mợ Quyên nấu cháo thơm quá đà. Quyên cười, được khen cũng khoái lắm chứ. Vừa múc ra chén vừa trả lời vú Một. Dạ thơm hen vú. Vú Một gật gù. Dạ tôi ngửi thấy cái mùi thơm quá chừng à. Nhà này coi bộ mợ Quyên nấu ngon nhất rồi đó. Lại được khen tiếp, Quyên cười như được mùa, hí hửng bỏ cháo với ly trà ô long lên trên mâm, rồi đem lên nhà trên cho nội. Giờ này chắc nội vừa tụng kinh xong, ăn là vừa. Quyên vừa bưng lên đến phòng khách, thì nghe điện thoại bàn reo inh ỏi. Ngó qua ngó lại, thấy không có ai nghe máy, nên Quyên mới đặt cái mâm nhỏ xuống bàn vuông gần đó, lật đật chạy lại nghe điện thoại. Nhấc máy alo một hồi, nói chuyện một hồi, rồi mới biết gọi lầm số. Thiệt là quái ghê gì đó, gọi lầm số mà nói chuyện như đúng rồi đó, thiệt tình à. Vừa mới đặt máy xuống, Quyên nghe tiếng của chị Quế. Ai gọi vậy mợ? Quyên lắc đầu đi lại cái mâm để cháo, bưng cái mâm trên tay, Quyên trả lời. Không biết nữa chị ơi, người ta gọi lộn số. Chị Quế sắp xếp lại mấy cái quyển sách trên giá sách gần đó. Nghe Quyên trả lời, chị gật đầu chứ không có trả lời. Quyên lại quen quá với cái cách giao tiếp này của chị rồi, nên mới không nói nữa, liền một hướng đi lên nhà trước, đưa cháo cho nội, kẻo nguội ăn không ngon. Lên đến nhà trên, Quyên thấy bà nội đang ngồi nói chuyện với chú ba và Thu Phụng. Thấy Quyên lên, bà mỉm cười. Quyên, đem gì lên cho nội vậy con? Nghe nội hỏi, Quyên liền đi nhanh đến bàn, đặt cái mâm cháo xuống, cười tươi trả lời. Nội, ăn cháo đi nội. Chú ba nói nội muốn ăn cháo hạt sen nên con nấu. Vừa nấu xong luôn đó, nội coi thơm lắm. Chú ba vừa húp mấy hớp trà, vừa nhìn Quyên, mời chú cười nhẹ, nhưng cũng không thấy chú lên tiếng nói. Mà thôi, chú ba nên im lặng ngồi đó là được rồi, đừng nên nói cái gì hết đó. Chứ chú mà nói đông nói tây, hỏi a hỏi á một hồi chắc Quyên đứng tìm Nguyên chết đó. Thu Phụng cười rạng rỡ. Mợ Quyên nấu thơm ghê. Hồi sáng này xuống ăn sáng, tôi nghe vú Một khen mợ quá trời luôn. Mà công nhận nghe, bò kho mợ nấu ngon xấu dách đó. Lại được khen. Cái ngày gì không biết, toàn là khen thôi. Bà nội thì cười hiền nhìn Quyên. Bà múc một muỗng cháo, nhai nhai rồi gật đầu hài lòng. Cũng ngon đó.
Được ai khen không khoái chứ bà nội khen là nguyên khoái lắm. Rồi ngồi nhìn bà ăn gần hết chén, rồi lại dọn dẹp luôn cái chén cháo, Quyên mới chịu đi xuống nhà. Từ đầu buổi đến cuối buổi, chỉ toàn là Quyên với Thu Phụng nói chuyện pha trò cho nổi cười, chứ chú ba ngồi bên kia tuyệt nhiên không nói câu nào. Tới lúc Quyên dọn chén muỗng, chú mới thong thả lên tiếng. Cháo ngon chứ, một lát cô đem lên phòng cho tôi một chén đi. Thu Phụng còn hết hồn hơn Quyên. Quyên nghe cô nói hỏi chú. Chú ba, chú cũng ăn cháo hả? Chú ba gật gật đầu, mặt mày tỉnh queo. Ngon mà. Trời ơi, cái ông chú này, sao nói chuyện gì mà cà lơ phất phơ vậy trời? Quyên nhìn ông chú gật gật đầu. Dạ, để con đem lên cho chú. Chú ba gật đầu ra vẻ dĩ nhiên. Nhanh chút nghe, hơi đói rồi. Quyên cúi đầu bưng mâm ra ngoài, vừa đi Quyên vừa lầm bầm trong miệng. Cái ông chú quái đản này, đẹp mà không được bình thường. Nói thì nói vậy thôi, chứ Quyên cũng phải đi xuống nhà sau, múc thêm một chén nữa đem lên phòng cho ông chú quái gở đó. Phòng của chú gần phòng Quyên, lúc Quyên đem lên thì chú đang ngồi làm việc trên máy tính. Nghe tiếng Quyên gọi, chú không nhìn mà chỉ phun ra mấy chữ. Để đó đi. Quyên vừa để mâm xuống bàn, vừa càm ràm trong bụng. Đang định đi xuống nhà thì Quyên nghe tiếng bước chân chạy đùng đùng kèm theo tiếng hét lớn. Ông chú ba! Chú ba ơi! Bà nội xỉu rồi! Quyên và chú ba nghe anh Tý hô quán, liền bật dậy chạy nhanh xuống nhà. Trời ơi! Cái chuyện lớn rồi! Lúc Quyên với chú ba chạy xuống, thì bà nội đã được anh Mùi đưa lên giường nằm nghỉ. Kế bên Thu Phụng đang khóc ròng, thấy chú ba xuống cô nhào lại khóc tu tu. Chú, bà nội, nội. Chú ba giương tay dỗ dỗ vai Thu Phụng. Quyên thấy chú vội vàng hỏi. Gọi bác sĩ chưa? Má chồng Quyên đứng một bên lo sốt gió trả lời. Rồi chú, ông Khải đang chạy tới. Quyên đứng một bên nhìn bà nội đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy thiệt không có hiểu được tại sao tự dưng bà nội lại bị vậy. Mới hồi nãy nội vẫn còn khỏe ru mà, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nội đã làm mệt ra như vậy. Biết tin nội xỉu, ba chồng Quyên, anh Hai Phú với Minh Tài cũng chạy về. Lúc ba chồng về tới thì cũng là lúc bác sĩ vừa khám xong. Bây giờ bà nội đang được truyền nước biển cho mau khỏe. Thu Phụng đứng chung với Quyên. Quyên thấy cô lo lắng quá trời, tay chân đứng ngồi không có yên. Cũng đúng, cô sống với bà nội từ nhỏ tới bây giờ, hỏi sao mà cô không có nóng ruột chứ. Ba chồng Quyên nhìn nội đang nằm ở trên giường, ông nhẹ giọng hỏi bác sĩ. Anh Khải à, mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ trả lời. Bệnh cũ, bà bị tăng huyết áp. Ba chồng với mọi người nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. Quyên cũng thở phào. Bà nội không sao là mừng rồi. Bác sĩ Khải cau mày nói tiếp. Nhưng có điều này, sao tự dưng bà lại tăng huyết áp? Bình thường bà ăn lạc thì không có lý nào huyết áp tăng được. Hay là có ai làm cái gì khiến bà không có vui không? Chú ba cau mày ngời giật. Ý của bác sĩ là có nguyên do mẹ tôi mới làm mệt sao? Bác sĩ Khải gật đầu. Chính xác là vậy. Hôm qua tôi vừa mới kiểm tra định kỳ cho bà xong. Cơ thể của bà vẫn tốt, vẫn rất khỏe mạnh, không có lý nào mới có một ngày mà thành ra như vậy được. Nhưng mà đôi khi cũng có vài biến cố, không có rõ nguyên do. Dù sao thì bà cũng lớn tuổi, mọi người trong nhà nên để ý đến bà nhiều hơn. Từ ăn uống đến thói quen sinh hoạt, có gì bất thường thì báo cho tôi ngay. Mọi người trong phòng đều nhìn Quyên, nhìn cậu. Cậu nhìn Quyên ngờ vực. Đến khi bác sĩ đi rồi, dì Trinh mới lên tiếng. Lạ ghê, sao tự nhiên má lại bị cao huyết áp? Lâu rồi đâu có tái cái bệnh này lại đâu. Má chồng Quyên lườm nguýt dì Trinh một cái, bà cảnh cáo. Cô thôi cái miệng đi, ở đây người ta tự biết, không có cần cô làm hay. Quyên đứng bên sát, thấy dì Trinh mặt tái đi vì tức. Nhưng vẫn không nói lại được câu nào.
Thì làm nhỏ là vậy đó. Có tài có đức cỡ nào cũng không có qua được chính cung, được cưới hỏi về đàng hoàng chứ bộ. Đặc biệt là mấy vụ quan trọng là càng không có tiếng nói, tính ra còn thua cái bọn dâu con tuổi quyên nữa. Ba chồng cô đứng bên nghe hết nhưng không có bình câu nào. Bình thường thấy dì bị móc mỉa là ông đã lên tiếng giải dây, nay thì im lặng như không nghe gì. Thực ra thì hào môn là vậy, được cưng chiều chứ không có được lấn lướt. Ba chồng Quyên có thể cho dì Trinh đủ mọi thứ, nhưng mãi mãi ông không thể cho dì được cái quyền lực của bà chủ Mộc Phủ. Dì Trinh bị má chồng Quyên cảnh cáo liền im bặt không có dám nói câu nào. Bên đây chú ba không có quan tâm mấy cái chuyện giặt giảnh của đàn bà. Quyên thấy chú lên tiếng. Có cái gì ra ngoài nói, ở trong đây để cho mẹ nghỉ ngơi. Nghe theo chú, cả nhà lục tục đi ra phòng khách để lại Thu Phụng ở đây chăm sóc cho nội. Trong phòng khách, ba chồng ngồi trên ghế gỗ chạm hình rồng. Chú ba thì ngồi đại một chỗ ở bên cạnh. Tiếp là đến má chồng, rồi dì Trinh, anh Phú, Minh Tài. Quyên với chị Xuân cũng tìm chỗ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Trong nhà đông đủ, chỉ thiếu mỗi Minh Lộc, chồng của Quyên. Minh Lộc đâu rồi? Nghe tiếng ba chồng hỏi, Quyên lật đật trả lời. Dạ ba, ảnh đi công chuyện rồi ba. Ba chồng Quyên mặt mày không vui, ông hậm hực. Còn coi cai quản nó một chút, đi đi suốt ngày, chỉ biết đi nhông nhông ở ngoài đường thôi. Nghe ba chồng chửi Minh Lộc, má chồng liền lên tiếng đỡ cho con. Minh Lộc chắc lại lo công việc của nó chứ nó có lông nhông ở đâu. Nói tới cái là bà Binh à, nói tới là bà Binh chầm chầm vậy đó. Hết nói chuyện với má chồng, xong ba chồng liền quay qua nói với mọi người trong phòng khách. Sáng nay má ăn cái gì? Hay là có ai làm cho má giận cái chi không? Má chồng Quyên liền lên tiếng. Sáng ra em thăm má, má vẫn bình thường. Lúc em đi vô trong đây thì chú ba ra thăm. Nghe má chồng nhắc, chú ba nhàn nhạt trả lời. Ra nói chuyện với má. Quyên thấy chú ba nói chuyện nhẹ tin, mà cũng đúng. Chú ba là con của nội, mà làm gì có chuyện gì mờ ám chứ. Ba chồng lại hỏi. Không có gì thiệt sao? Không có, nếu có gì là em đã biết rồi. Bây giờ anh kêu Thu Phụng ra hỏi là rõ liền. Dì Trinh cũng lên tiếng. Phải đó anh. Anh kêu con bé Phụng ra hỏi coi má có buồn cái gì ở trong lòng không? Con nhỏ đó nó ở với má suốt ngày mà. Ba chồng gật gật, ông lệnh cho chị Xuân. Hai Xuân, lên kêu Thu Phụng xuống cho ba. Nói nó ba biểu có công chuyện. Chị Xuân nghe ba kêu, chị lanh lẹ chạy lên nhà trên. Một lát sau, chị đi xuống cùng Thu Phụng, hai mắt đỏ que vì khóc. Thấy Thu Phụng, chú ba vừa thổi tách trà vừa hỏi. Bà sao rồi hả Phụng? Thu Phụng nhỏ giọng. Dạ, chú hai chú ba, bà ngủ rồi. Ba chồng thấy Thu Phụng mặt buồn xo, ông cũng không lớn tiếng, ngữ điệu gần gũi hơn chút. Phụng à, chú coi con như cháu trong nhà, con lại là người gần gũi với bà nữa. Chú hỏi, hôm nay bà có chuyện gì không có vui trong lòng hay không? Thu Phụng nghe ba chồng hỏi, cổ suy nghĩ hồi lâu rồi mới lắc đầu. Dạ, bà bình thường, sáng vẫn dậy sớm tập dưỡng sinh, tụng kinh rồi ăn cháo, uống trà thôi chú. Y như bình thường bà hay làm, con thấy bà không có gì buồn hết đó chú. Ba chồng hỏi tiếp, bà ăn uống cũng bình thường hả con? Thu Phụng gật gù. Dạ, con pha trà cho bà rồi một lát mở Quyên đem cháo lên cho bà, ăn xong lát là bà làm mệt. Con nghĩ chắc do lâu lâu bệnh tái phát, chứ bà ăn uống sinh hoạt bình thường, không có chi lạ hết đó chú. Tự dưng nghe Thu Phụng nhắc tới cháo Quyên nấu, cô thoáng chút chột dạ. Mặc dù cô tin là cô không có liên quan gì tới cái việc bà nội tái bệnh, nhưng không hiểu sao cô lại thấy lo lo. Má chồng cô bây giờ mới lên tiếng. Có khi đúng như Thu Phụng nó nói đó anh à. Má lớn tuổi rồi đâu có nói trước được bệnh tật đâu. Má không sao là mừng rồi. Mốt kêu vú một tuyển thêm một vú nữa chăm sóc cho má là được. Dì Trinh nhìn Quyên. Lần này thì Quyên thấy dì nhìn hơi kỳ kỳ, không có giống như bình thường.
tự dưng dì mỉm cười đon đả. Con Quyên nấu ăn ngon như vậy, chắc có khi má ăn không có hợp ý rồi. Má chồng nghe dì Trinh có ý đổ thừa cho Quyên, má không có vui bụp lại. Con Quyên nó cũng chỉ nấu đem cháo lên cho má thôi, chứ liên quan gì mà ăn hợp ý hay không hợp ý hả Kiều Trinh? Cô nói vậy không sợ Thanh Quyên nó nghe nó buồn à? Dì Trinh bị má chồng chặt chém, mặt dì khó coi. Thì em nói vậy thôi chứ cũng có trách móc gì con Quyên đâu. Biết đâu do ăn đồ ăn nhà bếp nấu quen, nay chuyển qua ăn con Quyên nên má không có hợp thì sao? Chị cũng biết má ăn lạc mà đâu có... Nói đến đây, dì Trinh hình như vừa nhớ ra cái gì đó. Dì dò hỏi Quyên kiểu gấp gáp. Ủa, Quyên, con có biết bà nội ăn lạc không có ăn mặn không hả con? Quyên tự dưng cảm thấy hốt hoảng. Dạ, con biết mà, con nấu lạc chứ đâu có dám nấu mặn đâu dì. Nước mắm con còn không có dám cho thêm nữa, sợ bị mặn. Ba chồng Quyên cau mày, ông không vui nhìn cô. Đâu, đem cháo lên bà coi. Ý trời ơi, ba chồng Quyên nói vậy là không có tin Quyên sao? Nghe ba chồng nói, cô vội đứng dậy ra sức giải thích. Bà, con thề con không có hại bà nội. Con mặc dù mới về đây làm dâu, nhưng con thương nội lắm. Không có cớ chi mà con hại bà nội hết đó bà. Ba chồng nhìn cô thấy trong mắt ông chứa rất nhiều tia nghi ngờ, là nghi ngờ cô. Má chồng cô cũng nói, thì đem cháu lên coi thử mặn hay lạc là được mà Quyên. Nếu con không có làm gì không có lo, ba má công bằng, không để con chịu thiệt đâu. Cô nhìn xung quanh một vòng, mọi ánh mắt trong phòng này đều đang đổ dồn về phía cô. Trong tình thế này, cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể để ba má chồng đem cháu lên kiểm tra mà thôi. Má chồng cô dứt câu, ba chồng đã ra lệnh cho người làm. Con muội đâu? Đem cháu hồi nãy mợ ba nấu đem lên đây cho ông. Tim Quyên đập thình thịch. Trong lúc lơ đễnh, ngước mắt lên nhìn xung quanh, cô thấy chú ba đang nhìn cô. Ánh mắt chú có chút phức tạp. Mặc dù thấy chú hơi lạ, nhưng giờ phút này cô không có rảnh thời gian để mà đi phân tích. Dưới bếp dì Bảy bưng nồi cháo lên đặt trên bàn. Trong nồi vẫn còn bốc khói. Nhưng mà mặn, mùi cháo này mặn. Cả người Quyên thoáng chút rung lên bần bật. Quyên bị người ta chơi rồi, bị chơi xấu rồi. Ai? Rốt cuộc là ai chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Một Thước Tương Tư, tác giả Du Phong Vân. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 2.